chào toàn thể quý Phật tử, chư quý đồng đạo và quý vị. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện hơn 50 tác phẩm. Từ nguồn gốc và lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương cho đến Phật giáo Hòa Hảo. Theo thể gian xuôi, nhiều nghệ sĩ diễn đọc kính mời quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu vào trang mạng Thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube xem nghe và tải file MP3 hoặc nhận thẻ nhớ 16 GB đầy đủ những tác phẩm nói trên. Xin liên lạc cô Hồng số điện thoại 038 982 8070. Nam mô A Di Đà Phật. 16. Ý nghĩa chuyện đời tới. Một hôm, Đức Bổn sư gọi vị đệ tử của ngài tên Hai Lộc đến mà nói rằng Anh nhớ khi nào con đường chung quanh núi tượng làm xong Xe cộ được chạy thông thương Thì chừng đó đời tới Sau khi Đức Bổn Sư Diên Tịch Đến năm Tân Mão 1891 Nhà cầm quyền Pháp vào đây Làm đường chung quanh núi tượng vừa xong Ông Hai Lộc chống gậy ra ngã ba đường Nhìn xe cộ qua lại Đoạn, ông hai chắp tay niệm ba tiếng Phật hiệu và nói với người chung quanh rằng: "Hồi ông năm còn tại thế có dạy tôi, khi nào đường chung quanh núi làm xong á thì đời tới trở về nhà." Trong đêm đó, ông hai ngủ lương một giấc ngàn thu. Lại một chuyện khác, một hôm Đức bổn sư gọi ông Hương chủ sách người tín đồ vào bảo rằng ít hôm nữa có trác của hội tề ở năng gù gọi anh về cho phục chức xã trưởng trước kia ông làm xã trưởng tại đây cách ít hôm sau ông chủ sách được trác đòi đúng theo lời đức bổn sư đã nói khi ông chủ sách được trác đòi bèn vào thuật tự sự và xin ngài chỉ dạy việc sắp tới ngài nói rằng anh hãy về làm việc với người ta đi. Nhưng nên nhớ, khi mãn khóa, phải trở về đây. Chứ ở dưới, chừng đời tới, thì về không kịp. Ông chủ sách, dâng lợi về làm việc, cho tới khi mãn khóa, vẫn bình yên. Ông vẫn nhớ lời Đức Bổn Sư căng dặn, nhưng thấy thời cuộc vẫn yên ổn, nên ông đăng thêm một khóa ba năm nữa. Nào ngờ, ông mới lãnh tờ cử khóa thứ nhì được ít hôm thì ông thọ bạo bệnh mà qua đời. Chừng đó mới biết ý nghĩa của Đức Bổn Sư nói tới đời là đời của người đó tới chứ không phải đời tới là trời long đất lỡ như người ta tưởng. 17. Ông Cả Cọp Sau khi dựng đình phi lai xong Đức bổn Sư cho xây trước cửa đình hai ngôi miễu nhỏ. Miễu phía bên trái thờ ngũ hành. Miễu bên mặt thờ bạch hổ sơn quân. Ngũ hành tức là thờ thần kim mộc thủy quả thổ. Còn thờ bạch hổ sơn quân có điều lạ hơn các ngôi đền thần khác. Mỗi năm khi đáo lệ cúng kỳ yên, Ngài cho viết ra tờ cử. Nội dung tờ cử là sắc phong cho Bạch Hổ Sơn Quân làm hương cả, Người đời thường gọi là ông cả hổ. Ngài cho đem tờ cử này dằn dưới lư hương và đồ phẩm vật tặng cho ông hương cả cọp này. Tín đồ của Ngài cũng bán tính bán nghi, nhưng qua đêm cúng kỳ yên, người ta ra ngoài miễu thì thấy dấu cọp đi và quào quấu chung quanh miễu. Tờ cử và đồ phẩm vật cũng mất hết mỗi hai năm đáo lệ một lần công cử như vậy thét rồi thành lệ qua hai năm là bá gia biết đã đến kỳ đổi tờ cử cho vị hương cả hổ có điều đặc biệt là khi ông hương cả này nhận tờ cử mới thì trả tờ cử cũ lại sau ngày đức bổn sư viên tịch các vị cao đồ vẫn noi theo ngài mà tạo tờ cử và làm y như cũ. Nhưng tờ cử và phẩm vật y nguyên, ông cả cọp không bao giờ nhận. Đọc chuyện này, có nhiều người cho rằng là điều huyền thoại khóa tin. Nhưng cũng không lấy làm lạ là từ ngày Đức Bổn Sư phong cho cọp bạch làm hương cả đến nay đã gần 100 năm. Tại núi dài, núi tượng nói riêng, dùng bảy núi nói chung, không hề xảy ra một vụ hổ lang ác thú hại mạng người và xã ba chúc cho đến nay trong hương chức chỉ có chức hương chủ còn vị hương cả vẫn giữ nguyên cho hương cả cọp phần phụ thêm chuyện đức bổn sư khi diệt độ ngày 13 tháng 10 năm kỷ dậu 1909 Ngài đang mạnh giỏi như thường, bỗng kêu các đệ tử lại mà cho hay rằng Ngài sắp diệt độ. Và dặn, hệ thấy Ngài tắt thở thì hãy cứ để xác y nguyên như vậy đừng chung. Lo tu cầu và giữ gìn cho cẩn thận một thời gian thì Ngài sẽ trở lại. Thế là nội hôm ấy, Ngài tịch diệt, tín đồ dân theo lời dặn giữ xác ngài và đặt đàn tụng niệm kinh kệ luôn. Biết thầy đã liễu ngộ và có hẹn ngày trở lại, thì anh em đồng đạo ở núi dài có cái diễm phúc hơn là được giữ xác của thầy. Các ông trò ở núi Tượng bèn sắp đặt mưu lược. Đang đêm kéo đến dây núi dài, áp vào đánh đuổi những người giữ xác đức bổn sư rồi cổng ngài đem thẳng về núi tượng tại núi tượng các ông trò lúc đầu giữ gìn phần xác của đức bổn sư rất cẩn thận họ để ngài trong mùng nhiễu xanh phía sau bàn chánh trong chùa rồi ngày đêm canh gác và tụng niệm không ngớt song chỉ được vài tháng như vậy họ bắt đầu chểnh mãn dần sự gìn giữ không được kỹ càng nữa vì thế mà phần xác thịt của ngài bị chuột vào cắn mất một lóng tay. Một hôm, các ông trò súng nhau vào thăm thấy thế. Họ lấy làm lo sợ tội lỗi với thầy, nên bàn nhau đóng một cây rương. Xong, họ thỉnh sát ngài đem đệ kính trong đó. Sự tranh giành phần xác của Đức Bổn Sư do nhóm tín đồ chia rẽ nhau lâu ngày đã làm lọt đến tay quân Pháp ở tỉnh Biên họ kéo vào núi tượng bao dây, quyết phen này tìm cho được ngài, mặc dầu họ đã nghe biết là xác chết. Hôm ấy, nhằm lúc chỉ còn một số ít tín đồ ở giữ tại chùa, thình lình nghe có quần pháp đến, họ hãi kinh, không biết làm cách nào để giấu cho kịp xác của thầy và để cho tự mình trốn tránh. Bỗng từ ngoài có một mảnh hổ rất to nhảy a giàu học lên mấy tiếng vang cả rừng núi rồi đến dở rương cộng xác đức bổn sư chạy mất từ ấy về sau và mãi cho đến ngày nay không ai nghe thấy được đức bổn sư ở đâu nữa ngài để lại cho đời một quyển đồ thư trong ấy có chép chuyện biến thiên của đất nước và tại tam bửu tự ở làng an định quận tịnh biên con chạm vào cột một bài thi của ngài. Xin chép nguyên văn vào đây để làm dấu tích. Thất minh thất ám lưỡng hề nghi. Phương thốn thường tồn bất khả khi. Mạc vị thiên cao thần thánh diễn. Yêu tu tiên úy tự gia tri. Bồ đề niệm niệm dĩnh vô khổ. Đắc pháp thành thân phước phóng thùy giải thoát ni trần cam lộ sái ma ha bát nhã mật tâm trì mười tám núi tượng không có chim sẻ trước ngày đức bổn sư viên tịch chim xe sẻ bay liệng khắp nơi làm chuyện ô uế và xây tổ sanh con đẻ cái trong chùa miễu bất kể chỗ nào các vị đệ tử phàn nàn giống chim quái ác này ngài bèn nói với bá gia rằng anh chị đừng lo tôi sẽ cấm loại chim này không cho nó bén mảng tới núi tượng nữa sau khi ngài viên tịch người ta không khỏi lấy làm lạ cả vùng núi tượng không hề thấy bóng một con chim sẻ nào cho đến ngày nay núi tượng vẫn không có loài chim sẻ căn cứ theo thực tế có người cho rằng đây là chuyện huyền hoặc khó tin bởi loài chim này thường tự đến nơi nào có lúa gạo. Còn dùng núi là nơi kém khuyết về kho lẫm chứa lúa gạo, nên nó không đến, chứ không có chi là lạ. Thực tế là vậy, nhưng nếu ai lưu tâm thì sẽ gặp loại chim này khắp các vùng núi khác. Nhất là núi dài, cách xa núi tượng không quá một cây số ngàn, cũng không thiếu chi loài chim sẻ. Cách nay hai năm, có một hôm chim sẻ về đây rất đông nhưng trong một thời gian không lâu chúng kéo nhau đi hết không hề lưu lại núi tượng một con nào các vị tín đồ của tứ ân hiếu nghĩa đều bàn rằng có lẽ đây là dấu hiệu tổ đi rồi tổ sẽ về 19. chuyện cũ nừng khi đức bổn sư hướng dẫn tín đồ đến khai mở thôn an thành từ núi Tượng đến đây khoảng 7 cây số ngàn đường rừng. Khi đi giữa đường, Ngài thấy các tín đồ ra dáng đói khác. Ngài bèn bảo rằng, các anh chị đói sao không nhổ củ nừng nướng mà ăn cho đỡ đói. Loại củ nừng thường mọc ở rừng núi bò như dây khoai ngọt. Các vị đệ tử lấy làm lạ. Loại củ nừng rừng này tánh nó rất độc ngứa và còn hơn củ muôn nước. Hơn nữa chất nó rất kỳ lửa Người ta muốn ăn nó Phải nấu cho thật chín Rồi dắt và đạp cho ráo nước Nấu đi nấu lại như vậy Cho đến 7-8 lần ăn mới được Nếu nướng nó vào lửa Ăn vào có khi chết không kịp trối Nhưng ngài bảo Thì tín đồ không dám cãi Vẫn đốt lửa lên Mà nướng củ nừng Khi nừng chín Người ta vẫn còn dè dặt Ăn thử từ miếng nhỏ khi ăn thử xong thấy mùi vị rất ngon Nên từ từ ăn đến no bụng Không thấy xảy ra việc gì Một trong những người thấy nừng không còn kỵ lửa nữa Bèn kiếm về một mớ nướng cho con ăn Không ngờ khi ăn vào khỏi cổ Thì đứa nhỏ bỗng nhiên á khẩu Ông này quảng hồn chạy đến nhờ Đức bổn Sư giải cứu Ngài nghe qua bèn mỉm cười Bảo múc vào một tô nước, đoạn ngày làm phép, bảo người ấy đem về cho con uống thì hết. Ông này đem tô nước về cho con uống, quả đúng như lời. Mấy hôm sau, mấy người đồng đạo cùng đi với ông bữa trước hỏi đùa rằng, Sao anh không nướng nừng cho con anh ăn nữa đi? Ông này bèn trả lời. Không dám. Nừng bây giờ kỵ nước rồi. 20. Lời dặn sau cùng Trước ngày Đức Bổn Sư Viên Tịch, Ngài có gọi một số cao độ tinh cẩn đến mà dặn rằng Sau khi tôi đi ta bà, anh chị ráng cố gắng đem nhục thể của tôi về núi tượng. Lúc đó, Ngài còn ở tại các thôn bên núi dài. Vì sau này chỉ có núi tượng còn giữ nguyên được di tích. Núi dài là nơi tranh hùng tranh bá. Nhân vật đều xác sơ hết. Không được yên ổn đâu. Mấy mươi năm sau khi ngài viên tịch. Quả y như lời ngài dặn. Núi dài giặc giả triền miên kéo dài cho đến ngày nay. Nhân vật đều tiêu điều sơ xác Không có một ngày yên ổn. 21 quật mồ thân sinh thầy cai tổng trong số các đại đệ tử của đức bổn sư có ông hà trinh là tăng tổ của người biên khảo quyển sách này người đời thường gọi là ông tám Ông là một trong những vị được Ngài giáo truyền bí pháp để đi chu du trị bệnh cứu đời. Ông Tám về quê nhà tại Thốt Nốt, Long Xuyên, chữa trị lành cho nhiều bệnh nan y. Nhất là chứng bệnh điên, đau tà. Những bệnh nhẹ, ông Tám chỉ dùng một cây roi dâu mà quất vào thì tà xuất ngay. Bệnh nặng thì ông truyền lấy chiếu bó bệnh nhân lại để trên bè chuối thả trôi theo dòng nước. Bệnh nhân trôi xa chừng 500 thước. Ông Tám làm phép trục bè chuối ấy chạy ngược nước trở về. Tiếng đồn lan rộng ra, bệnh nhân khắp nơi chở đến rất nhiều có lúc ông tám đang làm công việc bỗng nhiên xách mát giót lội qua sông một chi nhánh sông hậu giang khoảng rộng độ ba trăm thước nhắm thẳng hướng bảy núi mà đi đường xá lúc bấy giờ vào khoảng năm một nghìn tám trăm tám mươi tám chưa có vẫn còn rừng bụi đầm lầy từ thốt nốt đến núi tượng trên một trăm cây số đường rừng mà đến chiều hôm đó người quen đã gặp ông Tám tại núi tượng. Không ai biết ông nhớ núi mà đi dội dã như vậy, hay có lĩnh thầy đòi mà đi. Chính bà Tám cũng không biết chừng nào ông đi và chừng nào ông về. Ông Tám ở rất có hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ còn thì ông dân cơm và nước. Lúc cha mẹ qua đời, ông cư tan quẩy hiếu trọn đời. Ăn chay, nằm đất, sống kham khổ không hề sửa soạn bản thân một hôm có người nhà của vị cai tổng đương thời tại quận nhà của ông tám rước ông tám trị bệnh cho vị cai tổng ông tám đến tòa nhà nguy nga của thầy cai tổng sau khi chủ khách chào hỏi xong ông tám kéo đèn lên coi chứng bệnh của vị cai tổng đốt đèn sáp lên lấy tờ vàng bạc đưa bên kia ngọn đèn mà coi quay xong ông tám liền nói thầy cai mắc bệnh nan y nếu không làm một việc lỗi thì khó mong chữa lành bệnh thầy cai tổng không hiểu làm sao bèn hỏi ông tám việc chi mà ông gọi rằng lỗi dầu phải hao tốn hay khó khăn đến mấy tôi cũng chịu miễn hết bệnh thì thôi Muốn cứu bệnh cho thầy thì phải quật mồ ông thân thầy lên thì căn bệnh mới lành. Bằng không tôi xin chạy. Ông Tám trả lời. Thầy cai tổng tái mặt hỏi gặn ông Tám. Tại sao phải đào mồ cha tôi? Thầy nói rõ lại nghe coi. Tại vì khi phụ thân của thầy chết người ta liệm xác của ông quên lấy quan tiền dằn trên bụng. Đến nay đã đúng thời kỳ nên thầy phát bệnh đau ngay chỗ dằn quan tiền đó. Tiền ta là đơn vị tiền tệ thời xưa, 40 đồng tiền ta, kể là một quan. Thầy cai tổng hỏi rằng, Thầy dám bảo đảm đúng như vậy không? Nếu không thì tôi chịu tội, vì tôi vẫn ở lại đây để chứng kiến cuộc quật mồ này chứ đi đâu. Ông Tám trả lời, Người nhà ông Tám nghe ông cam kết như vậy thì thấy đều rụng rời. Nếu việc này mà không có y như vậy thì ông Tám sẽ mang tội không thể lường được. Ai đời đi cam kết đào mồ cha của thầy cai tổng đương thời là việc làm hết sức liệu lĩnh. Một cuộc quy động dân làng đến đập phá cái mã đá của cha thầy cai tổng cũng rất lâu. Vì mồ mã của người giàu lớn thường xây rất chắc. Khi đập phá xong bèn cậy nắp quan tài lên. Quả nhiên, quan tiền còn nằm trọn trên bụng của tử thi. Có khác chăng là tiền kẽm đã quyến cục không còn nguyên. Mọi người trông thấy đều lắc đầu le lưỡi. Từ đó, bệnh của thầy cai tổng lần lần thuyên giảm. Thầy cai thưởng cho ông Tám một số bạc rất lớn. Nhưng ông Tám không nhận, chỉ khuyên thầy cai thi ân bố đức để tránh những hậu quả về sau. 22. Phá ám cho người tín đồ Ngày rằm tháng 5 năm kỷ sử 1889 Đức Bổn Sư truyền cho tất cả tín đồ, nam cũng như nữ Phải cố gắng học cho thuộc mặt chữ 24 bộ kinh Để một ngày nào đó, Ngài sẽ mở trường thi Tất cả thiện tín nghe vậy, thảy đều lo học đêm ngày Trong số tín đồ của Ngài, có bà năm dội cũng cố gắng học tập không ngừng. Nhưng tâm tánh của bà ấy rất tối. Dạy đằng trước thì bà quên đằng sau. Rốt cuộc bà không nhớ được chữ nào. Người dạy dùm cũng có ý khinh khi không dạy nữa. Một hôm tan giờ học. Các tín hữu ai về nhà nấy. Riêng bà Năm ở lại tự học một mình. Bà cầm chổi ra quét sân chùa. Nhớ lại mình tối dạ bị người khi dễ nên bà vừa quét vừa khóc đức bổn sư trong chùa bước ra nhìn thấy sao chị năm chưa về ủa sao chị năm lại khóc bạch thầy trò buồn cho thân mình quá ngu tối học hoài không thuộc nên tuổi thân mà khóc đức bổn sư bèn an ủi bà năm thôi chị đừng buồn nữa để tôi dạy cho. Ngài dạy cho bà Năm dội trong ít phút đồng hồ. Bà Năm liền đọc thuộc lao. Chẳng những bà Năm đọc được chiều dọc mà đọc cả chiều ngang và chiều ngược của trang kinh. Đến ngày 19 cùng tháng là ngày đổi phiên giọng u minh của những người cư sĩ có đủ mặt các vị đại đệ tử. Ngài bảo bà Năm cầm dùi mỏ để hướng dẫn cư sĩ tụng kinh bà năm đọc không dấp một chữ nào khi cúng xong bà năm lại còn tụng ngược một quyển kinh khiến cho các cư sĩ vô cùng kinh ngạc đức bổn sư cho tín đồ biết rằng khóa thi này bên phái nữ đậu hạng nhất ngài còn khuyến khích các tín đồ anh chị ráng cố gắng bằng không sẽ còn rất nhiều bởi ngài biết đa số tín đồ hiện giờ người thì chấp nê văn tự, tầm chương trích cú, kẻ thì chấp nê hình tướng, chơ ít người trì tâm tưởng niệm. Do đó, Ngài ngâm lên bài kệ sau đây để răng bảo tín đồ. Phật giải lý chân không, vì sợ người chấp có, bằng người lại chấp không, như chụp thỏ buông ó người chấp vô thường tướng phật nói hữu thường tâm chẳng về phương tiện pháp ao xuân hiện lỗi lầm ta nay công chẳng dụng phật tánh hiện rõ ràng chẳng nhờ sư chỉ giáo không đắc đạo cao thâm bi lớn phần hiện tại một la mã những di tích và giáo lý được lưu truyền sau ngày đức bổn sư viên tịch hệ phái tứ ân hiếu nghĩa tuy không phổ biến được rộng thêm ra nhưng căn bản hành đạo và sự tín ngưỡng vẫn được duy trì những điều giáo hóa của ngài tín đồ vẫn noi theo tuy nhiên không thể tránh khỏi một vài bất đồng nhỏ của các ông trò ông gánh những bất đồng giữa các ông trò tuy không bộc lộ bằng hành động nhưng sự hòa hợp không được đồng nhất như thuở đức bổn sư còn tại thế cũng chưa ai biết nguyên nhân nào mà sau ngày đức bổn sư viên tịch nghi thức hành đạo của mỗi thôn có những điểm khác nhau nếu hỏi những ông có trách nhiệm tại mỗi thôn thì được nghe trả lời gần giống nhau. Những điều đó không phải đời sau dám cải sửa mà làm đúng theo lời đức tổ đã dạy hồi ngài còn tại thế đó chứ. Ngài giáo hóa mỗi thôn mỗi khác nhau mà. Nghe trả lời như vậy chắc không còn ai lấy ý gì mà hỏi thêm nữa được. Vì căn cứ theo lời của các ông thì Đức Tổ đã tùy theo phong hóa của từng địa phương mà dạy dỗ kia mà. Nhưng chúng tôi không khỏi hoài nghi với tánh chất không đồng nhất của một mối đạo cùng một nguồn gốc, cùng một thời gian truyền bá giáo lý. Chờ có dịp thuận tiện, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm xem có đúng như vậy chăng. 1. Những di tích chùa miễu xưa và nay. Như những phần trước đã nói, Đức Bổn Sư hướng dẫn tín đồ vào núi tượng khai hoang, truyền đạo và Ngài thành lập ra được bốn thôn An Định, An Hòa, An Thành và An Lập. Ngài sắp đặt tín đồ đến đâu thì việc đầu tiên của khu định cư là thiết lập chùa miễu. Vì căn bản tu học, phải có nơi thờ phượng, tàn trữ kinh điển, tụng niệm lễ bái chùa miễu cũng là nơi tập trung tín ngưỡng và truyền bá giáo lý vân dân. tính theo thứ tự thời gian kể từ ngày đến núi tượng vào ngày 19 tháng giêng năm bính tý 1876 đến năm ngày viên tịch 13 tháng 10 năm canh dận 1890 trong 14 năm đó, Ngài thiết lập được những ngôi chùa miễu sau đây. Ngày 19 tháng 11 năm Đinh Sửu, 1877 dự đình và Phi Lai tự ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Mão 1879 dựng ngôi Thanh lương tự ngày 1 tháng 6 năm Canh Thìn 1880 dựng ngôi mã Châu miếu ngày 19 tháng 6 năm Canh Thìn 1880 dựng ngôi Sơn thần miếu

ngày 30 tháng 4 năm Giáp Thân 1884, dựng ngôi Long Châu Tự. Ngày 9 tháng 6 năm Giáp Thân 1884, dựng ngôi Linh Bửu Tự. Ngày 29 tháng 8 năm Giáp Thân 1884, dựng ngôi Tú Dương Miếu. Ngày 19 tháng 10 năm Ất Dậu 1885, dựng ngôi Dạng Ban Miếu

kim tra mộc tra chúng tôi chỉ ghi lại những ngôi chùa miễu lớn còn những ngôi miễu nhỏ ở rải rác khắp bốn thôn rất nhiều chưa tiện biên hết ra đây những ngôi chùa miễu đã nêu trên chỉ một ít còn giữ nguyên bản chất cũ của ngài đứng ra thiết lập kỳ dư đã bị giặc pháp và miên đốt phá hủy hoại có ngôi chùa phải tái thiết đến ba lần Nhìn vào thời gian xây cất chùa miễu Chúng ta không khỏi thắc mắc Tại sao có năm xây cất rất nhiều Như năm 1884 Có năm lại không xây cất ngôi chùa miễu nào Sự kiện nêu trên Không phải Đức bổn Sư dựa vào ngày lành tháng tốt Hoặc vật liệu xây cất chưa đủ Mà những thời gian ấy là lúc gặp pháp nạn Nếu không bị giặc khủng bố Đốt phá chùa miễu thì cũng bị chúng theo dõi bắt ngài. Tín đồ lớp thì trốn chui, trốn nhủi, lớp thì lo bảo vệ ngài, có rảnh đâu mà lo cất chùa chiền. 2. Tổ chức hội chùa và phân phối trách nhiệm. Sau khi Đức bổn sư Duyên tịch, các vị cao đồ của ngài nhóm họp lại, thành lập một tổ chức để bảo vệ chùa miễu, phân công mỗi vị có tên tuổi trong đạo thấy đều có trách nhiệm rõ ràng để tránh vấn đề nhiều sải không ai đóng cửa chùa do đó các ông trò công cử ra sáu vị có trách nhiệm quản trị tất cả chùa miễu hội này gọi là lục viên hội lục viên đề cử ra mỗi chùa miễu có một ban quản tự trong ban quản tự có ba vị một vị thủ tự ông từ có trách nhiệm hương khoái thường xuyên quét dọn chùa miễu tiếp khách thập phương sắp xếp các vụ lễ lộc dân cúng một vị thông tin coi sóc mọi chi tiết lễ nghi thông báo chỉ dẫn cho tín đồ những điều cần thiết và phụ trách với ông thủ tự trong những ngày cúng tam nguyên tứ quý nhiều vị cư sĩ luân phiên nhau vấn đề công phu tụng niệm sớ điệp cúng kiến và kiểm soát toàn bộ công việc chùa miễu. Nếu có điều gì quan trọng thì các vị này phải lập tức thông báo và trình bày cho hội lục viên hay để kịp thời sắp xếp và lo liệu. 3. Truyền nhân hay các ông trò, ông gánh kế tiếp. Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương nói chung không có vấn đề truyền thọ y bác như thiền tông thực tế cũng không có y bác. Kể từ Đức Phật thầy Tây An đến Đức bổn sư đều tùy theo hoàn cảnh, tâm thành, khả năng, đức hạnh của người tín đồ mà truyền thọ Phật pháp. Các ngài cũng không truyền lại cho một người toàn quyền quyết định vận mạng của đạo mà tất cả tín đồ ai cũng được tiếp tục truyền bá giáo lý, học Phật tu nhân của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhưng Người tín đồ ấy phải là hạng tâm thành, tôn thờ tứ đại trọng ưng, sử thập điều, phụng hành nghi thức của đạo. Căn cứ theo bộ Siêu Thăng Kinh, có liệt kê danh sách của những vị cao đồ và bá gia đã từng gian khổ với đạo pháp khi ngài còn tại thế, cộng tất cả là 360 vị, trong đó chia ra nhiều đẳng cấp, 216 vị hết lòng vì đạo pháp. 72 vị vật sĩ sư như ưu bà tắc của nhà Phật, 36 vị nữ Bồ Tát như ưu bà di của nhà Phật, 36 vị cô phòng niệm như nữ tu sĩ đã ly gia các ái. Một trong bộ kinh bàn đào, kinh siêu thăng, có ý nghĩa về cầu siêu trì niệm để cứu độ vong linh của các đấng tiền nhân lập thành bản danh sách những người tín đồ trung kiên của đạo hiếu nghĩa. Trong 360 vị được nêu danh trong siêu thăng kinh, hiện nay được đọc tụng danh sách thường xuyên trong những ngày día, ngày cúng lớn tại các chùa miễu, vân dân, không được tụng niệm tại nhà riêng. Người đời thường gọi 360 vị này đã được vào bản phong thần của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sau ngày đức bổn sư viên tịch những ông trò có uy tín và lập căn cứ tại bốn thôn ngài đã thành lập được thay ngài mà nắm giữ diện mối đạo pháp ông trò là những vị đệ tử thường theo bên thầy và phát huy ý tưởng của thầy ông gánh là người được giao trách nhiệm trông nom diệt đạo thay thầy ông gánh cũng từ trong hàng ngũ ông trò mà ra xin liệt kê danh sách sau đây Danh sách này không phân biệt thứ tự, chỉ ghi theo tài liệu. Ông Trần Tịnh, pháp hiệu là Thiện Căn. Ông Ngô Tự Nhiên, pháp hiệu là Phụ Tăng. Ông Nguyễn Thập, Nguyễn Pháp, Nguyễn Huấn, Nguyễn Quy, tức là Chánh Hưng. Bốn ông này cùng một pháp hiệu là Nguyễn Siêu Phàm. Ông Nguyễn Màu, pháp hiệu là Thượng Tín Hạ Thành. Ông Tư Tời pháp hiệu là Chí Thành. Ông Nguyễn Văn Tàng, pháp hiệu là Diễn Đạt Sở Thành. Ông Nguyễn Nhật, ông Nguyễn Thanh Liễu, tức là ông Câu Củi, pháp hiệu Tính Thành. Ông Lương Nhàn, ông Ngô Đời, tục gọi là Nguyễn Nhiều. Ông Hương Hào Kim, ông Nguyễn Vui, ông Nguyễn Văn, tức là Hương Chủ Sách ông Lê Dưỡng, còn gọi là Đình Dưỡng, ông Phạm Tồn, ông Nguyễn Duân, ông Bộ Phước, tức là Nguyễn Lệ, ông Chủ Triệu, ông Hai Đăng, pháp hiệu là Chân Tăng, ông Cao Đồn, pháp hiệu Chánh Quả. Đây là những vị có căn cư trong bốn thôn An Định, An Hòa, An Thành, An Lập, nắm giữ diện mối đạo, còn nhiều vị khác được đức bổn sư phái đi khắp nơi truyền đạo và trị bệnh cứu đời chúng tôi chưa tìm ra tung tích riêng những vị cao đồ đã nêu trên khi qua đời trong hàng con cháu có người nào rành nghi thức hành đạo theo quy tắc của đạo thì thay vào địa vị trưởng gánh bằng không tín đồ trong gánh đó xem xét trong hàng cư sĩ có vị nào đầy đủ đức hạnh đạo pháp người ấy sẽ được cất nhắc lên mà thay thế cứ như vậy mà kế tục cho đến ngày nay. Những vị nắm diện mối đạo sau này, tuy không phổ biến đạo Pháp xa hơn, nhưng họ cũng cố gắng gìn giữ đạo Pháp rất tròn. Hiện nay, có nhiều gánh tín đồ rất sung túc và đông hương lúc trước. Có gánh ở nhầm vị trí giặc giả, bị bom đạn tàn phá, nên gây ra lắm cảnh điêu tàn sơ xác. Phần này, chúng tôi xin hứa khi tìm được thêm tài liệu của những vị đi truyền đạo hoặc trị bệnh cứu đời phương xa như ông Trần ở núi Nứa, ông sư ở Cù Lao Ông Hổ, bà Hà Thị Hương, tức bà Năm Dội ở Cỏ Lao và có một vị đại đệ tử ở Cao Miên. Nhưng chúng tôi chưa tìm ra tài liệu. Nhờ thiện tín giúp tài liệu của các vị này. Nếu có thêm tài liệu xác đáng chúng tôi sẽ ghi thêm vào kỳ tái bản